Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh điện năng lượng mặt trời của công ty Pipen Solar. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 đầu tháng, bên em tiếp tục xuất đi cho anh khách hàng tại Bình Thuận combo Upric sử dụng 7 tấm pin GA 440W đang được bên em phân phối và bảo hành 10 năm, kết hợp với một máy Lux Power phiên bản phổ thông SDA 5000WPV bảo hành 3 năm. Ở đây là máy SDA bảo hành 2 năm nhé, kết hợp với một pack pin lưu trữ Gigabox 5S. Pack này là 5E bản phổ thông bảo hành 3 năm đang được bên em phân phối nhé. Đó, thì đây là combo mà em gửi về dưới Bình Thuận cho anh khách hàng. Anh khách hàng này là anh khách hàng quen bên em, phải lấy rất là nhiều đơn hàng bên em trước đó. Đây, 7 tấm pin GA 440W được bên em tiến hành đưa xe. Đây là tấm pin GA Solar 440 đang được bên em phân phối. Rồi, tiếp tục tí là bên em sẽ xuất thêm một combo nữa, thì em sẽ bổ sung thêm cái combo. Ok, 7 tấm pin. Rồi, các đơn hàng bên em xuất đi thì rồi khách hàng yêu cầu thì bên em sẽ cài đặt setup trước cái thông số. Để khi khách hàng lắp đặt, như ở đây là một hệ thống Upric nha, chạy 7 tấm pin, thì vào trong đấy là khu vực xa không có wifi thì bên em đã cài đặt sẵn các cái thông số cho máy vận hành, cũng như là cài đặt các cái mức bảo vệ pin lưu trữ để làm sao mà pin chúng ta luôn luôn nằm trong trạng thái an toàn và đạt được tuổi thọ cao nhất. Rồi, ok, bên em đã bàn giao xong 7 tấm pin GI Solar 440 cộng với một pack pin lithium Gigabox 5E bảo hành 3 năm, một máy Lux Power phiên bản phổ thông SDA 5000WPV bảo hành 2 năm nhé. Rồi, cái này xuất pin First Solar 440 gửi về khách hàng nhé. Yeah, that's what I'm